tôi, trời ơi. Hôm qua trên sân khấu cho là Hương một trận đánh ngang kinh động. Ai đánh ngang ai? Chị không biết. Công tác vui đánh ngang Lumi. Ủa sao vậy em? Sao hôm qua em đánh ngang với Lumi? Vụ gì vậy kể đi, chị không biết. Hôm qua chị đâu có ở sân khấu Sima Mui. Một clip chị có 7 giây thôi. À đây nè hả? Nè nè nè. Từ từ đang coi. Trời đất ơi. Có em ở đó luôn mà đang chị hả? Mới vừa hôn em một cái chụp trên sân khấu là đi xuống ôm Lumi liền. Em kéo Lumi ra, Lumi qua rất là tỉnh táo, tỉnh bơ chị. Tưởng không là người khác, quay lại gặp em liền. Mới vừa hôn em trên sân khấu là xuống ôm Lumi. Em có lý hôn, bao hình bảo hôn vui em trên sân khấu. Rồi Mi sẽ thấy cuộc đời Mi như thế nào Mi à. Mi sáng nhất đêm nay. Chết rồi. Nói vậy thôi. Thôi mọi người đừng có bỡ. Nó đang bỡ làm kìa, đã không biết gì hết. Tại sao dùng cái nếp hương da? Mà tại sao lại đánh ghen vậy? Rồi bảo có, nó có giải thích gì với em không? Nó mới vừa hôn em trên sân khấu xong đã xuống ôm Lumi. Ôm Lumi, hôn Lumi. Trời đất ơi. Mà bảo có nói gì về cái gì của bảo làm không? Có. Có đang chơi nè. Có nè. Chị ơi, giải trí 24 giờ, giải trí Việt 24 giờ đã lưu lại được bằng chứng. Trả lời clip rồi. Tao không ngờ. Chưa có nghe nói. Em lấy đâu mà nó? Một đường đường một trưởng nhớ một nhóm nhạc nổi tiếng mà mày lại đi làm những chuyện như vậy. Sao vậy? Tao phải đối diện với sự đau một em muốn. Bây giờ là tao đối diện với chuyện đó. Ủa nhưng mà bạn sao lại nói bạn là tôi là Nhật Bảo làm sao? Sao? Bạn có phải là người quay cái clip này không ạ? Hiện tại là mình đó bạn. Bạn có phải là người quay cái clip này không? Trời ơi chơi mẹ. Ôm bộ người ta quay clip cũng thương hiếp cho người ta. Ủa sao quên cô? Cái bãi bộ nó ôm tao hả? Bữa nay là mày chơi. Là hôm qua vậy nè mọi người. Sao? Tại sao vậy? Ngày hôm qua là gì nè? Hôm qua là Quỳnh Bảo á, là diễn hết trên đây nè, ở Bình Dương. Cái xong rồi cái Quỳnh Bảo á, không có được xô, cái Quỳnh Bảo về thách đấu trên Sài Gòn. Cái em thấy Quỳnh Bảo buồn. Cái em hỏi Bảo sao buồn vậy, cái Bảo là bữa nay không được diễn, mất cái bớp Bảo buồn. Sau bắt đầu nó hôi được Bảo buồn, vô tháng này chị em phải chịu thôi. Cái hai chị em đang ơn nha, giống như là đang động viên tinh thần cho nhau để mà cố gắng và cái ơn. Vừa nè mọi người, thì con Vui nó đi vô, nó không hiểu chuyện, tự nhiên nó gịch cái đầu em vậy đâu mọi người. Khỏi đi em. Ánh mắt của kẻ vô tội. Trời ơi. Nè, đây là ánh mắt thấy được. Trời ơi. Cái này là ánh mắt của Tiểu Tam. Ánh mắt của Trà. Cố tình giật chồng người ta còn thách thức nữa. Ánh mắt của Hồ Ly Tinh nè. Trời ơi. Ánh mắt này là ánh mắt của con chồng lùi. Trời ơi. Lùi, em nói gì đi. Chứ hình ảnh nó là sao? Trời ơi, trong cái vụ việc này đó, Lumi nghĩ là Lumi cài người để mà hãm hại lo cho Lumi. Thì ổng y như con U Ngô vậy. Nếu mà Lumi có cố tình thì tại sao có những cái tấm ảnh này bé mà khi mà Lumi nó Lumi bắt. Rõ ràng là Lumi có sự chuẩn bị trước đó. Thì bạn phải nói làm sao chứ để bạn nắm hớp được chứ. Nhưng mà tao đâu có nắm hớp. Ở đó là nơi con không? Bạch quá trời là người. Thì đó, mày nghĩ như vậy. Không có gì má, không có mắc cỡ. Ôm trước, thấy tôi chịu là nó là như vậy nè. Đó, tao công chuyện là sao? Đây nè, thấy không? Ôm nha, sao cái vô tình phát hiện camera mới buông ra. Nhưng mà không tâm mà nói thì chị thấy Quỳnh Bảo xứng với Lumi hơn. Em chia nên chia tay sớm đi để mất công sau này em bị tình trạng gọi là sao ta? Ở đây gặp bị bỏ đúng rồi. Chị em hàng đây đó chị ạ, nó rủ em hát bài em nên dừng lại. Là tao nghĩ là mày nên dừng lại là đúng thôi. Nhưng mà hôm qua sao kỳ vậy, tại sao nở lòng nào như vậy? Làm sao? Là hồi nãy nói về bên em mà. Thì ra bảo muốn lấy chồng mày. Thì ra thì hồi đó thì tối qua bảo rồi đầm khăm bả đó. Thì ra là chị. Vậy là chị thích cho hai đứa này. Đúng rồi, đúng chỗ. Chị như ông đắc lợi. Sao cái em với Lumi xé đầu nhau, cái gì ẩn nhau vô liền. Trời ơi, như nào mà quá không tin thiện liền. Ai vậy?
ai vậy? Quỳnh Bảo. Trời ơi. Bảo thì ra anh nghe chưa, những con người mu mô là cái gì? Bỏ hết em là thật lòng, chứ em là thật lòng với anh thôi. Nhưng mà cái vấn đề của cái lý do để em đánh chị Quỳnh Bảo mà. Trời ơi, có gì nói này quay nhẹ em ngủ sao chưa rồi vậy thôi nha. Yeah. Nhưng mà Bảo kia bằng vợ. Cái gì? Kìa. Bây giờ mới nói thêm là em Quỳnh Bảo kêu bán đây bằng vợ nữa nè. Cái cuối cùng ở đây thì là như thế nào? Còn thiếu Lucy với Minh Quả. Tao muốn mày xin lỗi tao. Ủa? Tao đâu có giật chồng mày, người chủ đích là chị Hồng. Không ơi, người ta kêu chị đi thi đàn yêu. Tao phải có giật chồng mày không? Nhưng mà trước mắt là em ôm chồng người ta. Mày có bị khùng không? Nhưng mà tối nay chị hãy đối diện với tòa án lương tâm đi. Tôi sẽ cung cấp những bằng chứng. Lỡ em vô tháng 10 rồi tòa án lương tâm chị không có làm việc. Nguyên gì vậy? Tòa án là sao không làm việc tháng 10 là sao? Tòa án là mày giờ không bên, tòa án là bữa nay chủ nhật không có làm việc. Cái kiểu là em vô mùa mưa cái gì cũng làm, có cái gì ổn thôi. Vậy hồi nãy là cái kế hoạch đó là thật hả? Hai chữ trong sạch và thật chứ nói cũng đã chán rồi. Có mặt ở đây luôn rồi nè. Sao? Mẹ với bà. Trời ơi, mẹ má mặt một lời. Ba mặt một lời của em. Đây là lại chuyện của Bảo ơi. Ơi, hồi nãy hãy du yên với bà Ngọc quýnh lung mi quá trời luôn, cái xong lung mi quýnh tao. Đó, lung mi quýnh em á anh Bảo. Anh coi đó, bây giờ hả anh ấy lại đi. Bây giờ hả chơi sóng lên chiêm trực tiếp cho truyền hình thế giới nè. Anh nói đi, bây giờ anh chọn ai? Bảo em nói đi, em chọn ai? Có những ai? Kể tên nha cho nó. Kìa, chọn ủa? Ai? Nói lại, chọn ai? Chọn ai? Bây giờ em chọn ai? Em nói đi. Lumi, ẩn ẩn, bé ba, Duy Yên, chọn ai? Lumi rồi. Chọn ẩn ẩn, chọn ẩn ẩn thấy chưa? Chị trời không nên. Biết cưng ở lại với chị hết đi. Tối đây nhé. Thằng chó. Chó. Thằng đổi tóc giả. Chẳng qua là phải tầm giác la hoàng lực đã thuộc về ở gần. Chẳng qua là mà nó thấy chị già nó muốn làm mặt chị thôi. Chị ơi, tại vì nó có mặt chị nó có. Cao xanh ơi. Cao xanh ơi. Lần đầu tiên thấy một người phụ nữ bị đánh còn nghe tiếng cười không? Trời ơi. Đúng không? Trời ơi, đánh tui trời ơi. Đánh nối đầu luôn. Lần đầu tiên đánh mà rụng tóc luôn nè. Trời ơi là trời. Nè mọi người. Mọi người ơi, cái thời tiết mà mưa kiểu này á là tối nay tụi em sẽ diễn với cái chủ đề là đồng phục của tụi em. Tốt nạn gì trời ơi, đồng phục tối nay đó. Hello, đi rồi, mua tặng rồi đúng không em? Rửa cho dạ, mua sắp tặng rồi chị, còn chỉ có đôi ra giỏ dạ. Thì hello chị Thu Thảo đây kìa. Chị Thu Thảo ơi, có mấy có mấy triệu lẻ không cho em xin đi. Hello Hiếu Nguyễn đây kìa. Đây có diễn không kìa? Có diễn không kìa? Ờ, để em bấm quẻ coi. Không có gì. Ủa? Mày mắc chạy dữ vậy về. Ở chiều nay ơi, lấy ông diễn rồi. Hello Giang Trần nha. Sao vậy? Đâu nói đang xin tiền. Tiền mạnh tiền quân. Trời mưa rồi, khổ quá. Xin nữa đi, xin lẹ. Trời ơi, 21 mạnh thường quân ơi. Hello Giang Trần đi kìa. Nè em có cái nón nè mọi người ơi. Đó, tối nay trang phục của tụi em nè mọi người. Trang phục của em, bữa nay là chủ đề ăn xin nha mọi người. Mưa quá. Tối nay là chủ đề ăn xin nha mọi người ơi. Hello Đức Đạt kìa. Không phải là tối nay nữa mà. Hello Đức Đạt, hello Hồ Nguyễn. Là chủ đề ăn xin á. Ừ. Thôi không sao, tuần sau có diễn mà, để em bấm quẻ tuần sau anh. Ôi tuần sau hết rồi má ơi. Quà gì mẹ. Sao kỳ vậy? Thì hello Nguyễn Quốc Trường kìa. Nguyễn Quốc Trường thì mạnh thường quân lớn. Hello Nguyễn Quốc Trường, Nguyễn Quốc Trường có mấy chiều lẻ không em xin đi. Trời ơi, trời mưa tới rồi.
Trời bà vẫn cô bác ơi, trời mưa rồi làm khổ vì đê quá. Em khuyết tật giới tính nè mọi người ơi, làm ơn giúp đỡ em đi. Ngạn như trời. Em chỉ đi xin làm bằng lời cá tiếng hát xin thôi. Xin nhiều, xin nhiều. Mà em xin có mấy triệu lẻ mà không ai cho. Bảo Ngọc là con trai hay con gái vậy anh? Em nhắn tin em hỏi Bảo Ngọc đi em, chứ giờ anh đâu có biết. Kìa Bảo Ngọc là trả lời nè. Bảo Ngọc là trai hay gái gì anh? À, hôm nay lanh quá vậy còn cần. Dạ có lanh đâu anh, trời ơi thì đó vậy em. Hello Kiến Đức Trần kìa, người yêu trong kiếp hồi. Sao nữa? Em nghèo khó quá cho ít chịu lẹ đi bà con ơi. Xin lần xin ít chịu à trời. Con quỷ. Anh có mua rồi, cảm ơn nha, tay đặt chơi lại có nhiều mua. Cảm ơn Du Nguyên nha. Đó, Du Nguyên đã Du Nguyên dễ thương mọi người ơi. Hello Chắc Phùng Quân, tối nay lo đi hát hết. Tiên đã vô, đã sinh nhật mọi người. Phùng Quân mà đi sửa của tụi em mà ngồi đó. Đây, Du Yên, người đẹp Du Yên. Du Yên quyết định là tặng cho tụi em mỗi người một cái ly trà sữa như thế này. Ấm lòng mùa mưa. Ấm lòng mùa mưa, rất là ấm lòng chiến sĩ trong lúc mưa giông như thế này nha mọi người. Con nào nghỉ lọc nhậu hôm nay. Hôm nay là có sự yêu thương của mình. Hôm nay là có sự không chè luôn nhé. Tại vì lúc đó là mới vô là chưa. Sao lắm rồi. Anh trả lời, đây có bán quân. Tên hẹn của anh Ngọc là tên gì? Anh đây leo bán chương. Trời ơi. Tên yêu, tên gì mà đàn ông cái gì trời. Ủa phải không? Ủa tôi lại để cái ba này cho chị có gì đi vô hôm nay mới xuống bắt đầu thi rồi. Hôm nay thi với lại thi đá bóng thì đi trên đi tới giờ là bữa giờ lâu lắm rồi mới xuống đây quá đáng cũng là ngày ra bắt học với lại trà sữa rồi cho nên mọi người ai ở bên mọi người lấy chơi uống trà sữa hôm nãy ngừng hôm nay nãy tìm hello chào chú Thiện cảm ơn em hỏi điệu hỏi điệu quá trời là sữa rồi ta xin nhớ em hỏi nè này đúng không. Tiền cơm, cái chi lộ đó nè, kệ vô uống trà sữa. Những nghệ sĩ, những nghệ sĩ Lạc Kiên Quyền đã tới rồi. Mấy đứa, bận Hà Nội chị mua từ hồi Hà Nội về nè. Trời ơi, bữa nào dám làm luôn. Bữa đó cái gì chạy? Sách tay từ Hà Nội về. Đây là bận đâu về? Bận sách tay từ Hà Nội do Lạc Kiên Quyền đem về nha mọi người. Chị học trò. Không phải đâu bận, chị Lạc Kiên Quyền ra Hà Nội hái về đó. Tìm muối đang ăn đi, có muối nữa kìa. Ủa, chị ăn rồi đó, dữ chưa? Quyền đã tới. Nghe là chị ghé thì nên chị mua về luôn. Trời ơi, hay gì trời. Trời sao mà làm sao?